Lịch xem trực tiếp tuyển nữ Việt Nam và Campuchia 18 giờ ngày mùng 7 tháng 7, người hâm mộ nhận tin vui. Linh xem trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia chúng tôi sẽ ghi ở phần bình luận của video này để quý vị có thể theo dõi. Tính tới thời điểm hiện tại không có bất kỳ đài truyền hình nào tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Campuchia tại AFF Cup nữ năm 2022. Được biết là các gói quay phát và truyền dẫn do phía chủ nhà Philippines đưa ra khá cao. Ngay cả các trận đấu của đội tuyển nữ Philippines cũng không được phát sóng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của nước này. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ VFF, phía Liên đoàn bóng đá Philippines sẽ cung cấp đường link trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Campuchia để khán giả Việt Nam có thể theo dõi. Đây là giải pháp tương đối tốt khi không thể theo dõi những chiến binh sao vàng qua truyền hình. Tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch vòng chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 vào lúc 18 giờ ngày 7 tháng 7. Trận gặp các cô gái Campuchia, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung nhiều khả năng sẽ có một chiến thắng đậm. Tuyển nữ Việt Nam đang có mặt tại Philippines để tham dự giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung nằm ở bảng B với các đối thủ là Campuchia, Lào, Timor Leste và Myanmar. Ở trận gia quân, các cô gái Việt Nam sẽ gặp Campuchia, đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng đấu. Trước đó Campuchia suýt để thua các cô gái Lào. Họ để thủng lưới trong hiệp 1 và phải nhờ đến quả phạt đền ở phút bù giờ hiệp 2 mới có thể giữ lại được một điểm. Tại SEA Games 31, nữ Việt Nam đã đánh bại nữ Campuchia với tỷ số 7-0. Chắc chắn là Huỳnh Như và các đồng đội rất muốn tái lập kết quả tương tự để tạo đà cho những trận đấu sắp tới. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Binan, nơi tuyển nữ Việt Nam thường xuyên giành kết quả có lợi. Tiền đạo Tuyết Dung đã từng ghi 3 bàn thắng khi thi đấu trên sân này. Nữ Campuchia gần như không có cơ hội trước nữ Việt Nam vì khoảng cách trình độ mênh mông. Điều mà người hâm mộ quan tâm là cách mà thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ thi đấu. Philippines, Thái Lan hay Australia đều là những đối thủ đáng gờm đang chờ chúng ta ở bán kết. Các tiền đạo huỳnh như Hải Yến được kỳ vọng sẽ thông nòng ngay trong trận đấu đầu tiên. Bên cạnh đó những cái tên lần đầu góp mặt ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á như Thanh Nhã cũng sẽ có cơ hội để lại ấn tượng. Trước giải đấu tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu cực kỳ bổ ích với tuyển Pháp. Toàn đội đã có buổi phân tích băng hình kỹ thuật trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ nước Pháp. Ban huấn luyện đã chỉ ra các điểm cần khắc phục tại từng vị trí để các cầu thủ rút kinh nghiệm và cải thiện trong các trận đấu quan trọng sắp tới. Về lực lượng tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của Trương Thị Kiều, nữ cầu thủ người gốc Khmer bị tái phát chấn thương trong trận giao hữu ở Pháp và cần thời gian hồi phục. Hy vọng là trung vệ thép sẽ kịp trở lại khi nữ Việt Nam phải đối đầu với những đối thủ mạnh hơn. Dự đoán tỷ số nữ Việt Nam thắng nữ Campuchia 5-0. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á và ban tổ chức nước chủ nhà Philippines vẫn áp dụng quy chế bong bóng cho tất cả các đội dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. 7 đội ở chung một khách sạn tại thủ đô Manila và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch Covid-19. Phía bạn bố trí giờ ăn khác nhau cho các đội cũng như thu xếp địa điểm tập nhẹ tại khách sạn không giống nhau. Ngoài tập trên sân ở buổi tập chính thức, các đội sẽ được tập bổ trợ ở khách sạn. Ví dụ như là một số đội ở bảng B tập ở khu vực bể bơi, còn đội tuyển nữ Việt Nam tập nhẹ ở tầng 4, vốn dĩ là nơi mà khách sạn định sử dụng làm chỗ để xe ô tô cho khách. Ban tổ chức đã dành riêng một khoảng trống ở tầng 4 để thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung tập vào mỗi buổi sáng. Trước trận đấu gặp Campuchia vào tối nay, sáng cùng ngày tuyển nữ Việt Nam tập thư giãn là chính. Huấn luyện viên Mai Đức Trung ân cần dặn dò học trò là phải hết sức cố gắng không được chủ quan. Liên quan đến vấn đề ăn uống tại khách sạn, sau khi có sự đề nghị của phía đội Việt Nam, bộ phận đầu bếp cũng có sự điều chỉnh nhất định, tăng số lượng các món lên nhiều hơn. Tuy nhiên cách chế biến thì không được ngon miệng, không hợp khẩu vị. Nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn cố gắng ăn uống đầy đủ để có sức khỏe thi đấu. Cũng trong buổi tập sáng nay, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã nói chuyện riêng với trung vệ Trương Thị Kiều. Thật không may cho Kiều khi cô bị tái phát chấn thương trong trận giao hữu gặp nữ Pháp hôm 1 tháng 7 vừa qua. Mức độ không quá nghiêm trọng, nhưng chấn thương này cũng khiến Kiều không thể tập chiến thuật cùng đồng đội. Cô đang điều trị và tập hồi phục, hy vọng là Kiều sẽ kịp bình phục khi đội tuyển nữ Việt Nam vào bán kết. Ở trận đấu vào lúc 18 giờ theo giờ Việt Nam tối nay trên sân Binan, huấn luyện viên Mai Đức Trung dự kiến sẽ sử dụng nhiều gương mặt trẻ, trong đó có tiền đạo Thanh Nhã. Trước buổi tập ngày 6 tháng 7, cô gái sinh năm 2001 đã quả quyết cô và đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á năm 2022. Sân Binan của Philippines, nơi diễn ra cuộc đọ sức giữa tuyển nữ Việt Nam và đội Campuchia vào tối nay, đã từng chứng kiến những trận đấu hay của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tại SEA Games 30. Cách đây 3 năm, đội tuyển nữ Việt Nam đã hòa Thái Lan một đều, thắng Indonesia 6-0, riêng Tuyết Dung ghi cú đúp, thắng chủ nhà Philippines với tỷ số 2-0 ở bán kết. Hy vọng sân cỏ nhân tạo này sẽ mang lại may mắn cho tuyển nữ Việt Nam, nhưng để có được chiến thắng thì sự chuẩn bị quan trọng nhất vẫn là chiến thuật và nhân sự. Trong các buổi rèn chiến thuật tại Manila, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho các học trò tập các bài phối hợp ngắn, tốc độ nhanh để gây bất ngờ cho đối thủ. Các pha phối hợp tam giác xuất phát từ hai cánh, vốn là thế mạnh của tuyển nữ Việt Nam, được tập luyện nhiều hơn để có được sự ăn ý tối đa giữa các vị trí. Huấn luyện viên Mai Đức Trung tiết lộ, ông sẽ bố trí đội hình khác lạ để các đối thủ cùng bảng B và những đội ở bảng A sẽ không đoán biết được lực lượng của tuyển nữ Việt Nam như thế nào. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết, tôi xem kẽ cả già và trẻ, nhưng dù có đấu với đội hình nào, đội nữ Việt Nam cũng hướng đến việc phải có trọn vẹn 3 điểm và tránh chấn thương lẫn thẻ phạt. Mục tiêu của Việt Nam trước mắt là vào được bán kết, sau đó là chung kết, nên phải tính toán thật kỹ ngay từ trận đấu đầu tiên. Ở Việt Nam chúng tôi tập sân cỏ tự nhiên, nhưng sang đây tập và thi đấu đều trên sân cỏ nhân tạo. Cũng không có vấn đề gì lớn lắm vì đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải thích ứng, mặt cỏ loại nào cũng chơi được hết. Lịch sử đối đầu bóng đá nữ Campuchia chưa bao giờ thắng Việt Nam mà gần đây nhất là thất bại đậm với tỷ số 0-7 tại SEA Games 31 tại sân Cẩm Phả. Nhưng cũng cần phải nhắc lại diễn tiến của trận đấu này như một thông điệp nhắn nhủ đến các cô gái Việt Nam là Campuchia không hề dễ bị bắt nạt. Cầu thủ trẻ Ngân Thị Vạn Sự mở tỷ số ngay phút thứ 6, nhưng sau khi bị dẫn bàn, đội nữ Campuchia đã chống đỡ rất kiên cường, khiến đối thủ dù kiểm soát trận đấu nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong khâu dứt điểm. Mai đến phút thứ 58, đội nữ Việt Nam mới có được bàn thắng thứ hai do công của Hải Yến. Sau đó nhờ đẳng cấp vượt trội, tuyển nữ Việt Nam đã có 5 bàn thắng tiếp theo của Tuyết Dung, Nguyễn Thị Vạn, Trần Thị Thu, Ngân Thị Vạn Sự và Dương Thị Vân. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết, mục tiêu tối thượng của đội tuyển nữ Việt Nam là bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á chúng ta đến với giải với tư cách là đương kim vô địch và cũng là đội mà ba lần liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games nên áp lực khá lớn. Nhưng bài toán tâm lý đã được toàn đội giải quyết ổn thỏa. Nhiều người đánh giá đội nữ Campuchia có trình độ thấp, tôi không nghĩ như vậy. Tôi đã dặn dò học trò tuyệt đối không được có tư tưởng chủ quan, chắt chiu từng cơ hội, từng đường bóng, tránh lãng phí cơ hội. Đội bạn đang trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32 tổ chức trên sân nhà vào năm sau nên được liên đoàn bóng đá Campuchia chăm sóc và đầu tư rất lớn. Các cầu thủ Campuchia khá khỏe, họ có thể non kinh nghiệm nhưng sức trẻ cũng là yếu tố mà chúng ta phải coi chừng. Đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ: "Campuchia có nhiều cầu thủ trẻ nên họ chơi với quyết tâm cao, chúng tôi sẽ tập trung không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng giải quyết trận đấu, nếu chơi tập trung toàn đội sẽ có chiến thắng." Đội tuyển nữ Việt Nam đang gặp những khó khăn nhất định trước trận ra quân bảng B giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022 AFF Cup, trong khi ở bảng A đã khởi tranh với nhiều bất ngờ thú vị. Tiền hung hậu kiết Suýt nữa không được tập với bóng trong buổi tập đầu tiên tại Philippines, địa điểm đăng cai AFF Cup năm 2022. Bị lạc do lái xe nhầm đường, thực đơn do khách sạn bố trí khá nghèo nàn, đó là những trục trặc khách quan mà tuyển nữ Việt Nam vấp phải. Nhưng với một người ít khi kêu ca, than phiền như huấn luyện viên Mai Đức Trung thì là tiền hung hậu kết. Ban tổ chức nước chủ nhà có vẻ như chưa được khoa học lắm trong việc tổ chức sân tập cho các đội. Đầu tiên thì tuyển nữ Việt Nam được xếp lịch tập chay không có bóng vào chiều ngày 4 tháng 7 tại sân trung tâm đào tạo bóng đá quốc gia Philippines, cách khách sạn 30 phút di chuyển bằng ô tô. Huấn luyện viên Mai Đức Trung lo lắng vì trận gặp Campuchia đã đến rất gần nên phải tranh thủ từng chút thời gian. Ông bàn với trưởng đoàn Lưu Điện Biên nên đề nghị với ban tổ chức thuê sân tập gần khách sạn cho dễ đi lại và được tập với bóng. Ban tổ chức không đồng ý và lý giải rằng giải đấu áp dụng quy trình bong bóng khép kín nên không tập chỗ khác được. Thuyết phục mãi thì ban tổ chức mới hỏi đội tuyển nữ Việt Nam có tập vào tối muộn được không. Huấn luyện viên Mai Đức Trung gật đầu ngay. Thế là thầy trò có buổi rèn luyện chiến thuật với bóng vào lúc 21h30 theo giờ Việt Nam. Trời mưa không ảnh hưởng đến tinh thần tập luyện của các cô gái. Đến lúc về thì lái xe nhầm đường đi quá 30 km và lạc mất hơn một tiếng đồng hồ nên hơn 12 giờ khuya mới về đến khách sạn. Thêm một khó khăn nữa là thức ăn ở đây chế biến không được phong phú cho lắm. Sáng ngày 5 tháng 7, trưởng đoàn và huấn luyện viên Mai Đức Trung lại phải làm việc với ban tổ chức cũng như khách sạn để đề nghị đổi thực đơn và mong muốn bộ phận nhà bếp đổi món, chứ không nên giữ thực đơn giống hệt nhau cho các bữa. Về vấn đề chuyên môn, huấn luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ, cùng bị lật cổ chân, Thu Hương đã khỏi còn Diễm My cũng đã tập nhẹ trở lại. Tuy nhiên trung vệ Trương Thị Kiều tái phát chấn thương ở trận giao hữu với đội Pháp nên phải nghỉ tập ít ngày để hồi phục. Tôi đang cho lắp ráp đội hình, chuẩn bị cho trận đấu ngày 7 tháng 7. Tại SEA Games 31, đội nữ Campuchia tuy thua chúng ta 0-7, nhưng họ đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc. Vì thế ở trận tái đấu, các học trò của tôi không thể chủ quan, phải chơi rất tập trung và cố gắng giành được 3 điểm. Cú sốc mang tên Philippines Tại lượt trận đầu bảng A cách đây một ngày, đội nữ Philippines đã gây sốc với chiến thắng 1-0 trước Úc, trận thắng đầu tiên trong lịch sử đối đầu với đội bóng đến từ châu Đại Dương ở mọi cấp độ. So với SEA Games 31, thua tuyển nữ Việt Nam ở bán kết đội bóng do huấn luyện viên Alan Stasic dẫn dắt với những cái tên quen thuộc như là Quinley Quejada, Sarina Boden, Katia Gulo, Eva Madarang, Dominic Danrell và thủ môn Olivia McDaniel đã có một số tín hiệu tích cực. Ngoài thể lực dồi dào và tận dụng những đường truyền dài vượt tuyến, hàng thủ tuyển nữ Philippines đã cải thiện phần nào dưới sự chỉ huy của trung vệ Dominic Randell. Trận thắng Úc không những giúp đội tuyển nữ Philippines tăng cơ hội vào bán kết mà còn là động lực lớn trong quá trình chuẩn bị cho lần đầu tiên tham dự World Cup 2023. Huấn luyện viên Stasic cho biết, đánh bại một đội bóng đã nằm trong top 10 thế giới quả thật là tuyệt vời. Có thể Úc không có một số cầu thủ chủ chốt, nhưng việc đánh bại họ chứng tỏ chúng tôi đã có những bước tiến vượt bậc. Bất ngờ thất bại nhưng tuyển nữ Úc vẫn cho thấy sự đáng gờm và nhiều khả năng là họ sẽ tung đội hình mạnh nhất ở trận giáp mặt với Thái Lan, đội vừa thắng dễ Indonesia ngày 4 tháng 7 ở lượt trận thứ hai bảng A ngày 6 tháng 7. Hiện ở bảng A, tuyển Thái Lan tạm đứng đầu với 3 điểm, xếp trên Philippines nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Kế đến là Singapore, Malaysia đều có một điểm, Úc và Indonesia thì chưa có điểm nào.